cũng không dám nói xấu nữa đúng không? Thành ra cái chuyện mà nói xấu Phật ít người dám nói lắm, hiểu không? Mà giả sử có nói xấu Phật đi nữa đó, thì cô kể cô nói xấu Phật thì không bà nào dám nghe hết, phải không? Bây giờ vô chung tôi nói như này, tôi thấy Phật Di Đà xấu lắm nè, thôi mô Phật liền có quý vị. Thành ngay lúc đó người ta chạy liền. Nhưng mà nói xấu ông thầy đó, hay nói xấu bà sư cô là quý vị xè đâu, nói cho tôi nghe chứ, nói cho tôi nghe chứ, phải không? Như vậy cho thấy rằng khi quý vị nói xấu một ông thầy là quý vị sẽ tạo một cái tội rất là dễ, mà nói xấu Phật không ai dám hùa theo hết, đúng không quý vị? Đúng chưa? Từ chỗ đó quý vị mới hiểu được là hồi đó thầy không hiểu tại sao nói xấu Phật thì Phật còn tha được, sám hối được, mà nói xấu Tăng không sám hối được. Tại vì nói xấu Phật là người ta quản ta chạy liền. Bữa nào quý vị trong không tin lại chỗ nào tôi nói xấu thì tôi thấy Phật Di Đà xấu chỗ này, muôn Phật mới bảo chạy liền cho coi, không ai dám hùa theo hết. Nhưng mà nói xấu một ông thầy một bà sư cô là lại cho tôi nghe chứ, nói gì tôi nghe chứ, là bắt đầu thêm mắm thêm muối thêm đủ thứ chuyện. Cái đó là rõ ràng. Nhưng mà nói xấu một ông Phật không ai lung lay được lòng tin. Quý vị có nói xấu ông Phật không ai lung lay được lòng tin bỏ Phật hết. Nhưng mà nói xấu một ông thầy là có hàng ngàn người họ bỏ cái đạo để họ đi ra hầu vậy. Thấy rõ chưa quý vị? Hả? Quý vị nói xấu một vị thầy là chẳng hạn như trong hệ thống của thầy nè, 3.000 đệ tử tại Mỹ, 7.000 đệ tử tại Việt Nam, mấy chục đệ tử xuất gia, mà quý vị nói xấu thầy đó là quý vị làm cho giết chết cái Phật tánh của cả 10.000 người. 10.000 người đó đỏ trong địa ngục, họ đã hồi phỉ báng dây chuyền. Rồi 10.000 người đó họ nói đạo nhân là 1 triệu người. Và như vậy á, ngày nào mà những người đó mà thành Phật rồi đó, quý vị mới ra khỏi cái địa ngục kiêu gián đó. Đừng có giỡn mặt nha. Ngày nào mà những người đó họ đang có niềm tin với Phật, có những người bước vô chùa họ có niềm tin với Phật, họ đang thanh tịnh lắm. Tự động cái gì nói xấu một ông thầy mà có quý vị không có bằng chứng, chỉ nghe là nghe du dơ, nghe nói rồi ra cho người đó tôi không đến chùa, tôi bỏ đạo, từ đây tôi không ăn chay, tôi không niệm Phật, chùa kỳ quá. Cái bà đó bả đọa địa ngục rồi đó, chừng nào mà bả lên nó thành Phật rồi quý vị mới hết cái tội mà quý vị từ vô dám mà ra đó. Cẩn thận giùm cho thầy đi ha. Từ nay đó thầy nói để cho quý vị biết, tại quý vị không có biết sợ mà mổ xẻ ra nó thấy kinh khủng lắm. Bởi vì nói xấu tăng ni là tội kinh khủng, tại vì quý vị nói xấu tăng ni thì người ta mới hùa theo người ta nói, còn nói xấu Phật không ai dám hùa. Giờ hiểu chỗ đó chưa? Chứ hồi đó người ta nói xấu Phật thì còn tha thứ được, mà nói xấu tăng ni thì không tha thứ được gì. Nó làm sao mà chẳng được, nó di truyền và nó trở lên là một ngọn lửa kinh khủng để đốt cháy toàn bộ niềm tin của Phật tử. Thay vì người đó được giảng sanh mà mình nói rồi, cái họ phỉ báng đạo Phật, mà phỉ báng đạo Phật thì họ cũng đọa vào địa ngục. Rồi họ phỉ báng được, họ nói cho con cháu họ nghe, con cháu ra ngoài đi nói bạn bè, và nó như vậy, nó như một vết dầu lon vậy. Ngày nào những người đó lấy lại lòng tin, chừng nào lấy được quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Đó là quý vị cẩn thận giùm cho thầy. Bây giờ đó, ở trong này ngày hôm qua tôi mở một cái bức thư ra, thì có một vị này là một vị thầy ở Việt Nam, có lẽ là một bà thượng thôi, không nói là thượng tọa Thích Thông Lai. Tôi mở ra thường thường thì tôi thấy cái bức thư mà tiên đưa thầy không có gì hết rồi đó, cô nhớ không? À, bức thư mà nó không có để tên, không để tên đến, mở ra không có tiền gì hết. Thường thường cái thư hồi âm nó có cái góc ở trên, và đằng này nó không có một cái địa chỉ người gửi, nhưng mà trong đó là gửi thượng tọa Thích Thông Lai. Sau cái sự chấn động của thượng tọa, tôi là một cái người ít có để ý những chuyện, nhưng mà tôi vẫn phải để ý tới cái chuyện mà nó xảy ra, cái nghị quyết 36 đã đánh phá vào cái hệ thống thượng tọa. Và tôi đang bắt đệ tử của tôi học cách giải quyết của thượng tọa, để giải quyết làm sao mà nếu mà thượng tọa mà chiến thắng mà lại có đổ máu đó thì đó là bình thường, nhưng mà sự chiến thắng của thượng tọa lại không có đổ máu mà cũng không làm cho ai hết, mà tự động những người nào mà họ có chút lửa sân họ đốt chung trên trái rừng công đức cho thượng tọa, không nêu danh cái người đó, thì cái đó là điểm 8 tháng và họ tặng cho nó, bây giờ họ tặng cho hệ thống tàu viên một cây giết trị. Thì thượng tọa hỏi đệ tử của thượng tọa mà nói được câu này, trả lời được câu này, thì cái tội mà đọ vào những cái người Phật tử mà đi mà trung truyền những cái tin mà tầm bậy để phá vào cái hệ thống tầm nguyên này và làm tan nát đó, những người đó mới thoát khỏi cái cõi địa ngục. Còn nếu mà không trả lời được cái câu đó thì những người đó đọ địa ngục hết, đọ địa ngục 4.5 tỷ năm khi cái đất này nổ tung rồi, cái đất này tan đi rồi qua thành đó khác lại cũng lại đọa địa ngục nữa. Ông nói một câu mà vị hòa thượng này đạo cao đức trọng, tôi không nói tên, ngài tặng cho một cái giết trì ở trong này, đối với vị nào nói được cái câu gì thì mới giải tỏ được cái tội của những người đó. Ý hòa thượng tặng cho bút chì để làm gì? Một phần, nhưng mà tôi có trả lời, ngày qua tôi gọi điện thoại cho ngài,
Ngài mới nói một câu này: Thượng tọa ơi, khi mà ai chém thượng tọa một dao đó, ta lại sám hối cái vết thẹo còn không? Còn. Khi thượng tọa đốt tay vì đệ tử đó, một tháng rồi vết thẹo còn không? Còn. Cái người sám hối đó thì họ nói hết tội, cái thẹo này còn nè. Hả? Đừng có nói cái kiểu mà mình chặt người ta một dao rồi mình nói sám hối là hết, nó vẫn còn vết thẹo đó, đúng không quý vị? Thì qua tôi nói chuyện với hòa thượng đó rồi, trả lời tiếp đi. Thì Trung nói một phần cho câu đó tôi trả lời. Cái gì xóa hơn không còn dấu tích. Nét mỏng. Rồi xin mời cô Nguyên Thanh. Đem cái gì cắt luôn hả? Con không biết đúng là sao. Ý đó làm thượng tọa nói gì quý vị đó, cứ hở ra đó là nói lỗi người ta rồi sám hối rồi chùi. Mà thêm chì, nếu mà cây giết mực á thì sẽ sợ không dám làm nữa, mà cây giết chì đó, cái giết rồi bôi, quý vị thì nói không cũng một phần thôi à, cũng đó một ý kiến hay đó à. Còn ai có ý kiến gì nữa? Bây giờ thầy đi, tôi nói xin hòa thượng nha, tôi nói câu này để tôi cứu đệ tử tôi nè, tôi biết tụi nó không trả lời được đâu. Trên cây giết chì nó có cái gì quý vị? Nó có cục gom. Thì mỗi một lần mà đệ tử tôi nó làm bậy á, tôi là đứng đầu tàu, tôi là cục gom, mà đệ tử tôi là cái giết chì. Cứ mỗi một lần nó làm bậy là tôi phải đốt thân thể tôi là cục gom, đến hao mòn đi một phần thân thể. Phải không quý vị? Đệ tử mỗi lần làm bậy á, là ông thầy phải dùng cái cục gom để mà bôi, để mà xóa. Thì càng ngày đó cái cục gom nó càng tiều càng tị, cho tới lúc nào cục gom đó không còn nữa để mà gánh vác các tội của đệ tử. Có phải như vậy mỗi một lần mà đệ tử làm tội là sư phụ lại dùng là cục gom? Mà cục gom, cái giết gì thì nó dài, cục gom thì nó sao quý vị? Nó ngắn, phải không quý vị? À, bây giờ nè, tôi sẽ nói nè. Cục gom nó nói, có chuyện gì vậy là thầy nữa nè. Có chuyện gì vậy? Tôi sẽ làm một cuộc đối thoại giữa cái cục gom và cái giết gì. Chứ không phải là sư phụ với tụi con. Nếu mà cục tẩy nè, cái bút chì á, sau khi nó làm bậy á, thì nó bắt nói là thưa cục gom, cậu biết không, mình thực sự xin lỗi cậu vì mình làm bậy. Và cục tẩy đó là sư phụ nè, vì sao vậy, có chuyện gì ạ? Bút chì, xin lỗi cậu vì làm cậu bị thương bởi mình. Mỗi lần mình làm một điều gì sai, mình viết một cái gì sai, mình nói một câu nói gì sai, cậu luôn luôn ở đó để xóa giúp mình đi. Và mỗi lần như thế cậu bị mất đi một phần cơ thể, cậu nhỏ đi, nhỏ dần và yếu dần. Cục tẩy đúng vậy, nhưng mình không thấy phiền đâu, cậu biết không, mình được sinh ra để giúp cậu mỗi khi cậu làm sai điều gì đó. Cũng như sư phụ sinh ra là để tẩy đi tất cả những lỗi lầm của đệ tử, dù biết rằng mỗi lần tẩy như vậy sư phụ sẽ tổn hao trí huệ và thân thể sư phụ sẽ bị hao mòn, thậm chí đến một ngày đó khi mình sẽ biến mất và cậu sẽ thay thế mình bằng một cái khác, mình vẫn sẽ thực sự hạnh phúc vì mình được sống để làm một việc có ý nghĩa nhất cuộc đời mình. Thế cho nên đừng lo lắng nữa, mình không muốn thấy cậu buồn chút nào. Thật vậy, khi yêu thương đủ lớn, ta sẽ trao đi mà không hề nhận lại. Hạnh phúc không phải là ở trên mỗi quãng đường đó đi sau, hạnh phúc là cho đi tất cả những gì, cả thân thể mình, để bảo vệ cho đệ tử không đọa địa ngục. Đó là hạnh phúc của một vị thầy. Hiểu chưa? Ông bà thượng này cũng nói cái đó, mà thì sư phụ nói cái này để cho tụi nó, mỗi một lần nó làm cái gì là sư phụ trở thành là tụi con là những cái giết chì. Những cái giết chì thì tụi con vẽ bậy vẽ bạ lên, rồi tụi con vẽ lên một cái tờ giấy, vô tình bạn bè đã truyền những tờ giấy đó đi. Và như vậy là người cha, người thầy phải tiếp tục dùng cái cục gom của mình. Cục gom đó là cái thân của sư phụ. Thì cục gom mỗi lần bôi như vậy, và càng ngày cái sức khỏe và cái thân thể sư phụ sẽ tàn lụi theo những cái lỗi lầm của đệ tử. Nhưng mà sao? Thầy vẫn nói là một ngày nào đó dù thầy sư phụ có biến mất và có một sư phụ nào về đây thay thế, thì sư phụ vẫn thật sự hạnh phúc vì đã sống để làm một việc ý nghĩa với cuộc đời mình. Tức là cuộc đời của sư phụ là cho mà không cần nhận. Thầy bảo đảm câu nói này là đủ để xóa hết các tội lỗi của đệ tử thầy. Từ nay tụi nó biết đâu là cái giết chì, đâu là cục gom, phải không quý vị? Vấn đề mà tụi con giao tế trong tình mà huynh đệ cũng vậy, tụi con phải để ý một cái điểm này. Có phải trong bạn đạo đây nó có bốn loại không quý vị? Hả? Bốn loại thế nào? Là cái loại á, tất cả chúng ta lấy ra đi,
trong mặt đạo này có loại là thật sự là cái loại mà đệ tử chân chánh của Phật, thì cũng giống như tiền thật vậy, xài được không có rách rưới gì hết. Có loại đó thì Phật tử vô đây, chúng ta tiền có tiền giả không quý vị? Có tiền giả thì cái loại Phật tử nó vô đây để quậy kêu là tiền giả. Và có loại Phật tử vô đây đó là thuộc loại nhà giàu, kêu là tiền lành, đi xe rất là ngon lành. Và có loại Phật tử đó, coi như là đi bộ, đi xe bớt, nghèo nàn, mặc áo không có đeo hột sòn, không có mặc áo, nhưng mà loại là tiền rách. Nhưng mà tiền rách là tiền thật xài được không quý vị? Vẫn xài được, còn hơn là cái tiền dỗ mà nó đẹp mới từng. Quý vị hiểu không? Thành như vậy trong cuộc đời bạn tu của quý vị nó có bốn loại, thì tiền bạc nó cũng có loại. À, bạn tu nó cũng có bốn loại như tiền. Có loại đó là tờ thật, có loại là tờ giả, có loại là tờ tiền thật nhưng mà nó lành lặn, là cái loại đó là rất ngon. Có loại đó là nó là tiền giả nhưng mà tiền thật nhưng mà nó lại rách nát. Nhưng mà cái loại nào quý vị nên chơi? Quý vị biết tiền giả không chơi. Dù cái loại đó là tờ rách đi nữa, nó nghèo, quần áo tả tơi nhưng mà nó là tiền thật, thì cái loại đó chúng ta nên chơi. Đó là những cái mà tụi con sẽ chọn bạn, phải không? Chỉ tiếc là chúng ta không có cái máy để soi ai là Phật, ai là ma, nhưng mà máy soi tiền soi được hết. Phải không quý vị? Phải không? Khổ cái là chưa có ai chế ra cái máy để xây cái loại Phật tử, loại nào là loại tốt, loại thật, loại dởm, loại lành, loại rách. Nhưng mà tiền có máy soi không quý vị? Có, nó có cây chiếc chì dần dần dần, nó gạch lên là có hết. Chỉ tiếc là mình không phải cái máy, để mình chỉ có máy soi tiền mà không có máy soi được ai là bạn, bạn là ai. Hai chữ bản thân có nghĩa là gì? Bao dung. Bản thân á, khi mình gặp nạn hay mình có những chuyện gì lâm nguy, mình có thể an toàn và tâm sự, mà bản thân sẽ nhường nhịn mình những lúc mà mình ra mình mới cần sự giúp đỡ, mà bản thân sẽ là thương yêu, phải không? Và bản thân sẽ đem lại cái sự hiền hòa, ấm áp và ngọt ngào. Tình bạn trong đời, nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc, thì bạn khó mà tìm được một người bạn thật lắm quý vị ạ. Tôi nói cho quý vị nghe, ở trong này đương cơm rượu thịt muôn ngàn bạn, đến lúc nghiêng nghèo chả có một ai. Quý vị thử coi, những người bạn thân quý vị trước mà quý vị bắt đầu hỏi xa cơ, quý vị than thở là người ta lo ta bỏ ta chạy quý vị rồi đó, phải không? Quý vị thấy rõ rồi. Quý vị để ý một cái điểm này, trong cuộc đời dù hai tiếng bạn bè thật rất ưa khác biệt, nhưng hai tiếng bạn bè vẫn thường được ghép đôi. Khi đắc thời đâu biết ai là bạn, khi đắc thời đó họ đến với bạn, quý vị không chắc đâu. Quý vị đang giàu, quý vị đang có bạc điệu, quý vị đang có thời, thì những người đến với bạn không phải là bạn. Bởi vì khi mà đương thời không biết ai là bạn, lúc thất thời mới biết bạn là ai, phải không quý vị? Lúc mà xa cơ mới biết bạn của mình là ai, quý vị thấy rõ. Trước năm 75 đó, quý vị đang làm ăn, quý vị thấy, nghĩa là quý vị thấy nhiều bạn lắm. Khi mà chồng đi cải tạo rồi đó, đi bán gạo, bán bạc quạt máy, bán tủ lạnh rồi, lúc đó là mới biết bạn là ai, phải không quý vị? Đến đầu ngón tay, trong cuộc vui vẫn coi bè là bạn, khi hoạn nạn mới biết bạn là bè. Hiểu chưa? Như vậy là chúng ta thấy cuộc đời này chúng ta phải thấm thía lắm. Từ nay thầy chỉ rút ngắn lại, quý vị đừng có tạo nghiệp mà phá lỗi, nói lỗi chứ chúng nữa. Con đến nói cái gì? Đương nhiên cô tìm được bao nhiêu người thấy rõ. Bởi vậy tôi nói cô đó, nó có loại tiền thì nó có tiền thật, tiền giả, tiền lành, tiền rách, phải không? Nhưng mà nhiều khi đó cô thấy rõ, mà khi mà cô xa cơ rồi cô mới thấy ai là thương cô thật sự. Chỉ có cha mẹ mình thôi, tôi nói cho quý vị nghe, chỉ có cha mẹ thôi đó. Anh em ruột á mà quý vị xa cơ đó, nó nuôi quý vị một tuần thôi mà nuôi tới một tháng là có vấn đề đó, quý vị đồng ý với thầy không hả? Như vậy đó, đừng có nói là người hoài. Quý vị nhìn chỉ có cha mẹ đó, nhà của cha mẹ quý vị mới nói là nhà của quý vị, còn nhà của con cái cha mẹ không bao giờ nói nhà đó là của tôi, có không quý vị? Rõ ràng quý vị hãnh diện, hồi xưa quý vị nhà tôi nè, nhà bà già tôi quý vị khoe, nhưng mà nhà con cháu quý vị không dám nói nhà này nhà của ông rể, nhà con dâu con tôi không dám nói là nhà của tôi. Nhưng mà hồi xưa thì quý vị có cha mẹ già hỏi nhà đâu, nhà tao đó, dám chỉ đó. Nhà của cha mẹ mình đến là nhà của tôi đó. Nhưng mà nhà của con cái quý vị không bao giờ dám nói, dù là nó có hiếu cách mấy thì vẫn còn thằng rể, vẫn còn con dâu. Thành từ nay đó, quý vị đừng có bao giờ mà nói bạn bè không có. Bởi vậy đương cơm rượu thịt muôn ngàn bạn, mà đến lúc nghiêng nghèo chẳng một ai. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tôi dùng một cái bài kệ hôm nay để tôi cho thấy rằng quý vị tu, quý vị phải nhận được một cái điểm này. Quý vị tại sao mà quý vị niệm Phật quý vị? Hả?
Quý vị niệm Phật là gì? Có phải là quý vị gieo một cái nghiệp duyên với Phật A Di Đà không quý vị? Hả? Cộng nghiệp với Phật A Di Đà. Mà Đức Phật A Di Đà ngày thanh tịnh không quý vị? Ngày phước báo không quý vị? Ngài có đại nguyện nữa. Thì như vậy cho thấy rằng quý vị nhắc nhở Đức Phật A Di Đà là quý vị tạo một cái nghiệp lành với Đức Phật để mà cuối cùng mình được tạo hai cái nhân để mà mình gặp nhau là thương và ghét, phải không quý vị? Thì mình thương Phật A Di Đà, mình mới Phật A Di Đà, mình kính Phật A Di Đà, mình mới niệm Phật. Mà do mình niệm hoài mình mới tạo cái nhân để mà sau ngày cuối năm chung mình gặp được Phật A Di Đà, đúng không quý vị? Mẹ thương con thương mẹ gặp nhau. Nhưng mà vô tình quý vị đi nói xấu một vị thầy nào đó, quý vị nếu ông thầy đó ông phạm giới, đã thầy ông phạm giới rồi đi ngủ, thì quý vị là tạo một cái nghiệp là con nết để đi chung với ông thầy đó vào bên kia thế giới, ổng đọ mình cũng đọ theo. Quý vị có thấy một cái điểm ngu dại của quý vị không? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Hả? Mình niệm Phật mà đá được, nhưng mà ông Phật Di Đà đó, tại vì chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh có không quý vị? Nhưng mà tạo xuống địa ngục, cần chút xíu tội là xuống không quý vị? Cái xuống địa ngục rất là dễ. Tôi nói quý vị nghe, chẳng hạn như bây giờ quý vị muốn vô quốc địch, muốn làm việc làm, có nhà cửa tại đây rất là khó. Nhưng mà quý vị muốn về Việt Nam dễ không? Quý vị vô chỗ rất là dễ liền, là trục xuất về liền có không quý vị? Trong thời gian quý vị có thể sanh, mà quý vị muốn vô quốc tịch 5 năm phải giữ gìn, rồi phải thuộc quốc tịch lịch sử, rồi phải giữ gìn, không có tội gì hết, vô rất là khó. Nhưng mà trong thời gian quý vị có thể sanh, quý vị muốn nó tước thể sanh quý vị dễ không quý vị? Dễ. Bởi vậy đừng có ngu, xuống địa ngục á thì rất là dễ, mà lên cực lạc rất là khó, phải không? Thành ra tụi con vô tình tụi con niệm Phật cho đã, rồi tụi con ra tụi con lại cộng nghiệp với những người xấu mà tụi con vô tình đó là nó hủy bỏ hết. Thì bây giờ tôi hỏi rõ quý vị một cái điểm nè. Đáng lẽ cái bài pháp này tôi sẽ giảng vào trong tháng 12 ở làng Di Đà mà miền Nam Cali, nhưng mà tôi nói ở trong nhà quý vị đó, khi quý vị mới qua Mỹ, cái chìa khóa nào quan trọng nhất? Bây giờ tôi thấy quý vị nào cũng chồng, tôi cũng đã chồng luôn, phải không? Diệu Trung cũng có chồng luôn, người nào cũng có chồng, phải không? Bảo đảm trong một nhà những vị mà ngồi đây á, không vị nào mà có dưới 5 cái chìa khóa, có không quý vị? Có không? Phải không? Tôi cũng vậy, hồi mới qua Mỹ tôi nhớ đó, lúc đầu tiên mà mướn cái nhà chỉ có một chìa khóa nhật à ba măng thôi, có không quý vị? Rồi kế đó là đi xe bus, rồi là từ từ làm sao bắt đầu cái hai vợ chồng á, ở trong đó bắt đầu có của chút. Hồi xưa bắt đầu kêu ông phá làm cái phòng master, thêm một cái chìa master nữa, không cho con cháu vô sợ nó luộc. Rồi á kế nữa chút xíu nữa là có cái phá xe cũ, rồi kế đó nữa là bắt đầu có cái xe thứ hai, rồi xe thứ ba, rồi bắt đầu ở chìa khóa, bắt đầu có check in nhà băng đó. Những mà mấy người mới qua là ăn welfare, rồi sợ cái tiền nó gửi xếp đi bác, mượn con cháu là cái xếp đi bác giữ nữa. Thì từ từ những vị đây không có vị nào mà có dưới 50 chìa khóa, có không quý vị? Còn cỡ ông Sơn nó có chừng 30 cái à, thấy không? Ai vậy chồng Sơn có 30 cái à? Thành ra như vậy tôi hỏi với chìa khóa nào quan trọng nhất đó quý vị? Diệu Trung cái chìa khóa cửa nhà, đúng không? Rồi kế đó là chìa khóa của phòng, cái gì có quan trọng không? Rồi Diệu Trung nói chìa khóa nhà là quan trọng nhất, rồi kế là chìa khóa gì? Hả? Chìa khóa xe cũng quan trọng lắm, đưa người ta lạm quạng là mà nó đụng bậy là ở tù. Nhiều khi Mỹ nó có cho mượn xe chứ không cho mượn vợ nữa nha, cho mượn vợ chứ không cho mượn xe, đúng không quý vị? Mỹ nó nói vậy, nó cho mượn vợ đi chở đầm chứ không cho mượn xe. Hả? Rồi như vậy còn chìa khóa là quan trọng nữa à? Chìa khóa nhà, chìa khóa xe, rồi chìa khóa gì nữa? Chìa khóa xe thì bác, phải không? À, rồi bây giờ tôi nói ba cái căn bản thôi. Nhưng mà có một cái chìa khóa mà quan trọng hơn nữa, cái gì cũng để ý. Chìa khóa lương tâm cũng là quan trọng lắm. Chìa khóa miệng. Thật ra cái chìa khóa hạnh phúc, cái chìa khóa hạnh phúc tức là chìa khóa để giảng sanh về cực lạc, mà chìa khóa mở cửa địa ngục cũng do mình. Chúng ta có hai cái chìa khóa rất là quan trọng, chìa khóa để mở cửa địa ngục và một chìa khóa để mở cửa thiên đàng hạnh phúc, chìa khóa để mở cửa cực lạc. Mà lâu nay tôi coi quý vị đang mở cửa cực lạc hay là mở cửa địa ngục, nghe lắng nghe nha. Cái bài pháp này tôi sẽ xì ra cái mà như vậy. Diệu Trung à, cái nhà đó nó chỉ ở với Diệu Trung bao nhiêu năm quý vị? Trung nhiều lắm á, Diệu Trung qua Mỹ Diệu Trung cũng đã hơn nửa cuộc đời rồi, thấy không? Diệu Trung không giữ được cái chìa khóa đó 30 năm, phải không? Diệu Trung thấy rõ. Mà như vậy đó, cái chìa khóa nhà quan trọng, nhưng mà cái gì có hình tướng đều là vô thường. Như vậy lâu nay quý vị á giao cái chìa khóa đó cho ai thì á, đa số là giao cho hồn đi quý vị giữ, phải không? Chìa khóa nhà là cô Nga giao chìa khóa nhà cho ai? Ai cũng có là cho ông Nga, phải không? Rồi chìa khóa xét thì bác cho ai cũng hai vợ chồng đều nắm giữ. Nhưng mà cái chìa khóa hạnh phúc của quý vị đó, chìa khóa để lên thiên đàng và đọa địa ngục á, thì quý vị đưa ai giữ? Hả?
Giữ trong giữ thiệt không? À, phạm giữ cũng chưa chắc. Với quý vị vô tình á, đâu quý vị đưa cho ai? Quý vị đưa cho ông thầy giữ, quý vị đưa cho mấy bà hàng xóm giữ. Như vậy một lần á, quý vị dẫn ông thầy đó là cái chìa khóa hạnh phúc quý vị giao cho thầy Thông Lai, phải không? Quý vị cũng thiên đàng sụp đổ, quý vị giận bây giờ quan trời, quý vị bỏ chùa bỏ Phật, vô tình rồi quý vị còn dạy nữa, đưa cho con dâu giữ nữa. Mỗi lần mà con dâu nó có hiếu đó thì mình vui. Quý vị giao cho thằng rể, mà thằng rể đó nó làm cái gì không vừa ý mình, có phải là nó đưa mình xuống địa ngục không? Quý vị thấy cái chìa khóa rất là dễ dàng, cái chìa khóa đó nó hai mặt. Ok, mình đưa cho con dâu, mà con dâu nó, mẹ ơi bữa nay con nấu này ngon mời mẹ ăn, cái mình đang lên thiên đường, cái mẹ ơi con mua cho mẹ cái này, mẹ ơi con mua cho má cái quà, cái là má nó đưa mở cửa thiên đường cho mình lên. Nhưng mà đường ngày bữa nào nó vô nó nạt nổ, nó cái bà già này khó thương, từ khi bà vô đây là bà tự nhiên bà làm cho gia đình tôi đau khổ, như vậy là nó đang mở cửa địa ngục cái bị xuống, thấy không? Chìa khóa này từ nay phải lấy lại, chìa khóa nhà. Nhưng mà quý vị giao nhiều lắm. Bây giờ tôi từng tự tôi câu gì thấy cái nu nè, cái nu của quý vị lâu nay quý vị không thấy nè, hả? Thấy cả cái nu cho Diệu Trung cười rồi, thấy không? Hả? Chìa khóa của Diệu Trung là con lì nó giữ đó, hả? Chìa khóa hạnh phúc của con là Diệu Trung là con lì. Ngày nào con lì nó khỏe thì Diệu Trung chờ, mà giờ con lì mà nó bị bệnh viện quản là tôi cố ấm đỡ địa ngục á. Thành từ nay chúng ta lấy là cái chìa khóa hạnh phúc, và cái chìa khóa này đó